cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày mùng 9 tháng 10, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an thông tin về một số thay đổi, quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có thông tin gây chú ý là việc bỏ quy định người dân được giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Thời gian qua, việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc có nơi chưa khách quan, chưa đúng quy định. Nhiều trường hợp lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội nhằm mục đích quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Theo đại diện cục cảnh sát giao thông, khi những hình ảnh đăng tải được gỡ bỏ và xử lý người vi phạm nhưng vẫn gây ra ảnh hưởng, tác động xấu đến người xem, ảnh hưởng đến quá trình công tác của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, việc không quy định hình thức giám sát thông qua ghi âm, ghi hình phù hợp với quy định của nghị định số 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bộ luật dân sự, luật an toàn thông tin mạng và luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ đưa nội dung quy định công an các đơn vị địa phương bố trí khu vực làm việc, tổ chức ghi âm, ghi hình quá trình làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông vào thông tư quy định nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, trường hợp người dân vẫn sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình quá trình làm việc của Cảnh sát Giao thông thì phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và không gây ảnh hưởng quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thông tư số 46-2024 cũng bãi bỏ việc công khai nội dung kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên, gồm các nội dung cụ thể sau: tên đơn vị, tuyến đường, các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý, thời gian thực hiện trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính. Thông tư còn bãi bỏ công khai trang phục Số hiệu công an nhân dân của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký, cấp biển số xe trong công tác đăng ký, cấp biển số xe. Bãi bỏ công khai trang phục, số hiệu công an nhân dân và các phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ được công khai theo quy định trong công tác chỉ huy, điều khiển giao thông. Theo cục cảnh sát giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông là mệnh lệnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, còn trực tiếp hoặc phối hợp với lực lượng nghiệp vụ thực hiện công tác phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Vì vậy, kế hoạch công tác là tài liệu mật hoặc nội bộ trong lực lượng. Tại Thông tư số 32/2023 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông đã bãi bỏ nội dung thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát. Thông tư số 36/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát đường thủy cũng quy định nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên đường thủy được quản lý theo chế độ tài liệu mật. Theo đại diện cục cảnh sát giao thông, thực tiễn quá trình thực thi nhiệm vụ, nhiều người đã yêu cầu cảnh sát giao thông xuất trình kế hoạch tuần tra, kiểm soát và chia sẻ lên mạng xã hội nhằm mục đích quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông.